Xin chào các bạn đã trở lại với TechMag. Vậy là năm 2016 đã chính thức đi qua và để lại cho chúng ta về một thế giới di động đầy sôi động, đầy mới lạ cũng không kém phần kịch tính trong những ngày cuối năm nay. Màn điện thoại cao cấp hay còn gọi là flagship là nơi để các thương hiệu lớn khẳng định tên tuổi cũng như khả năng của họ trong việc chế tác những thiết bị mạnh mẽ, chất lượng cao nhất cho người tiêu dùng công nghệ. Xét trên mặt bằng chung hiện nay có rất nhiều lựa chọn flagship đầy giá trị cũng như độc đáo cho người dùng. Tuy nhiên trong số đó vẫn tồn tại một số lượng model nhất định thực sự tỏ ra nổi bật hẳn giữa đám đông nhờ thiết kế đặc biệt, nhiều tính năng hạng nặng cùng sức mạnh xử lý cao cấp. Và sau đây là đề cử của TechMag về 5 mẫu điện thoại cao cấp đáng chú ý nhất đã ra mắt trong năm 2016. Đầu tiên đó là iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Về cơ bản thì bộ đôi iPhone mới nhất của Apple không mang lại nhiều thay đổi đáng kể khi so sánh với thế hệ iPhone 6 và 6S tiền nhiệm, thậm chí còn gây tranh cãi khi bỏ đi cổng tai nghe 3.5mm. Tuy nhiên, iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn được đánh giá rất cao và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan hâm mộ thương hiệu Apple nói riêng và người dùng công nghệ nói chung. Bộ đôi iPhone mới nhất nổi bật nhờ thiết kế cải tiến, giúp mang lại dáng vẻ thanh thoát và hợp thời trang, nhất là khi kết hợp cùng phiên bản màu đen bóng Jet Black thực sự sành điệu. Bên cạnh đó thì iPhone 7 và iPhone 7 Plus tiếp tục được nâng cấp mạnh mẽ về mặt phần cứng so với thế hệ iPhone 6S tiền nhiệm như màn hình, vi xử lý, dung lượng bộ nhớ, khả năng chống nước và đặc biệt là cụm camera kép trên iPhone 7 Plus được cho là cải tiến đáng giá nhất. Có thể thấy với những nâng cấp vừa và đủ như vậy thì bộ đôi iPhone mới sẽ còn tiếp tục mang lại cả núi tiền cho Apple trong một khoảng thời gian khá dài nữa, ít nhất là trước khi iPhone 2017 ra mắt chính thức. Tiếp theo trong danh sách chính là Galaxy S7s. Xuất hiện trước khi Galaxy Note 7 ra mắt và cho đến lúc thất bại như hiện tại thì chiếc Samsung Galaxy S7s vẫn là smartphone chủ lực của nhà sản xuất Hàn Quốc hiện nay và vẫn là một trong những chiếc điện thoại cao cấp đáng mua nhất bây giờ trên thị trường. Samsung Galaxy S7s tiếp tục phát huy và cải tiến những điểm mạnh sẵn có từ người tiền nhiệm Galaxy S6s về cả phần cứng lẫn phần mềm như màn hình cong với nhiều tính năng hữu dụng, thiết kế nguyên khối sang trọng được trau chuốt hơn như sức mạnh xử lý, camera cao cấp và được đánh giá xuất sắc trên smartphone, tích hợp khả năng chống nước IP68 cùng thời lượng pin tốt hơn. Đứng thứ 3 trong danh sách chính là Lenovo Moto Z. Năm 2016 có lẽ chưa phải là năm thành công đối với dòng điện thoại xem hình, bởi đến chính Google cũng đã buông xuôi dự án Ara của họ và để mặc cho các OEM muốn làm gì thì làm. Dù điều này đã tác động khá tiêu cực tới tâm lý sản xuất sau này, nhưng bù lại thì các công ty sản xuất có thể tự do hiện thực hóa ý tưởng smartphone xem hình mà không bị ràng buộc. Và chiếc Moto Z đang mở ra một khái niệm mới cho dòng điện thoại này. Về cơ bản thì khác với chiếc LG G5, khi mang khả năng tháo lắp module tương tự Ara, thì chiếc Moto Z vẫn là một thiết bị nguyên khối với độ mỏng cực kỳ ấn tượng, chỉ hơn 5mm mà thôi. Sự khác biệt của Moto Z chính là việc được trang bị cổng kết nối đặc biệt ở mặt lưng, giúp kết nối với rất nhiều module khác để mở rộng thêm tính năng cho máy như loa công suất lớn, camera rời, thêm dung lượng pin hay gắn máy chiếu ngoài, vân vân. Cấu hình xử lý của Moto Z cũng rất nổi bật và thuộc hàng top đầu thị trường hiện nay. Nhìn chung thì dù không được thành công cho lắm, nhưng Moto Z vẫn là một trong những mẫu điện thoại nổi bật nhất trong năm nay. Thứ tư đó chính là Google Pixel. Bộ đôi điện thoại Pixel của Google đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu cha đẻ của Android chính thức gia nhập vào đội ngũ các nhà sản xuất cho hệ điều hành lớn nhất hành tinh này, thay vì thuê ngoài như dòng điện thoại Nexus trước đây. Động thái tự mình sản xuất các điện thoại Pixel cũng thể hiện việc Google muốn cạnh tranh nghiêm túc với iPhone bằng việc cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh xung quanh một thiết bị, cũng như luôn cập nhật các phiên bản phần mềm mới nhất giúp người dùng có được trải nghiệm tốt nhất cùng hiệu năng mượt mà nhất. Những chiếc điện thoại Pixel cũng được đánh giá cao về camera khi được Dego Mark chấm đến 89 điểm, qua đó giúp máy trở thành smartphone có điểm Dego Mark tốt nhất hiện nay. Đứng sau Google Pixel chính là Xiaomi Mi Mix. Xiaomi đã thực sự tạo nên một sự ngạc nhiên xen lẫn phấn khích lớn cho cộng đồng công nghệ vào cuối năm nay với chiếc Mi Mix, một thiết bị chỉ mang tính chất thử nghiệm và được sản xuất giới hạn. Xiaomi Mi Mix thực sự là một trong những thiết bị cao cấp đáng chú ý nhất năm nay nhờ kiểu dáng thiết kế độc đáo và thực sự khác biệt. Thiết bị nổi bật với màn hình cho cảm giác không viền cùng độ phủ thực tế 83%, cao bậc nhất trong tất cả smartphone hiện nay, giúp cho thiết kế tổng thể của thiết bị chỉ tương đương một chiếc iPhone 5,5 inch, dù màn hình lên tới 6,4 inch. Khung máy được chăm chút khi sử dụng chất liệu gốm giúp chống sức hiệu quả. Xiaomi Mi Mix cũng là một trong những điện thoại mạnh mẽ nhất 2016 khi được trang bị những linh kiện xử lý mạnh nhất trên thị trường hiện tại. Đây là thiết bị đánh dấu sự thay đổi lớn về chiến lược sau này của Xiaomi khi hãng sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc điện thoại cao cấp thay vì sản xuất các điện thoại ngon, bổ, rẻ như trước đây. Và vừa rồi là đề cử của TechMag về 5 mẫu điện thoại cao cấp đáng chú ý nhất trong năm 2016 vừa qua. Bạn thấy ấn tượng nhất với mẫu điện thoại nào? Hãy cùng chia sẻ với TechMag ở comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!